mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cầm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 246, Trừng phạt kẻ ngu xuẩn 2. Nàng ta vừa nói, vừa muốn mở cái túi ra, đặt ở trước mặt Trương Lạc cho nàng ta xem. Trương Lạc có chút lo lắng, lại hơi chút không yên tùy tiện nhìn thoáng qua bên trong một cái quả nhiên nhìn thấy bên trong có hai con rắn nhỏ màu đỏ và đen đang cuộn tròn quấn lấy nhau. Liền gật đầu nói, được rồi, người nhanh cất hai con rắn này đi, chúng ta lúc này nên đi qua đó thả rắn trước. Trương Lạc còn chưa nói hết câu, chỉ thấy một bóng dáng màu yên liễu từ bên kia hành lang tiến lại gần, cho nàng ta một cái bạt tay. Trong hoa viên yên tĩnh, mặc dù là đến không ít người, nhưng diện tích lệ viên thật sự quá lớn, mọi người phân tán, vẫn không nghe được chút tạp âm nào, một cái tát tay này liền vang lên thanh thúy rõ ràng, ở hành lang cây xanh dài vang vọng mãi. Trương Lạc kinh ngạc mở to hai mắt, Trương lớn mắt nhìn thiếu nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Vừa rồi bóng dáng màu yên liễu bất thình lình xuất hiện kia chính là Vân Khanh, nàng ở hành lang cây xanh dài sau khi nghe được đoạn đối thoại của Trương Lạc, liền từ bên đó tiến lại đây, bởi vì bước chân nàng nhẹ nhàng, cộng thêm trương lạc và nha hoàn kia không chú ý động tĩnh xung quanh cho nên hai người bọn họ không phát hiện được vân khanh đang đi tới thẳng đến sau khi bị đánh mới phát hiện trước mặt có nhiều thêm hơn hai người trương lạc mặc dù là thư nữ nhưng mẫu thân là sườn phu nhân ở toánh xuyên hầu phủ lại luôn được nuông chiều trừ bỏ trước kia trương huỳnh nổi giận từng tát nàng ta một bạt tay vân khanh vẫn là người đầu tiên đánh nàng ta nàng làm sao có thể chịu đựng được la lớn Thẩm Vân Khanh, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Lời của nàng ta còn chưa dứt, Vân Khanh lại là giơ tay tát Trương Lạc một cái nữa. Lúc này đây hai bên gò má của nàng ta ửng đỏ hay dấu tay rõ rệt, khiến Trương Lạc hai mắt đỏ lên, hai gò má âm ỉ đau rát. Sau một lúc lâu nói không ra lời, mà nha hoàn đang đứng bên cạnh nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị đánh, vội vàng vọt tới, che chắn ở phía trước, căm tức nói, các ngươi khinh người quá đáng sao có thể vô duyên vô cớ động thủ cho dù hôm nay là ở hoa viên thẩm gia tổ chức yến hội nhưng cũng không thể cho phép nữ nhi của một thương nhân đánh tiểu thư hầu ra được vân khanh nhìn nàng ta lạnh lùng cười ánh mắt dừng trên chiếc túi của nàng ta cánh tay đột nhiên nâng lên nhà hoàn kia nghĩ vân khanh chuẩn bị đánh mình vừa định ngăn cản lại cảm thấy bên hông thoáng nhẹ đi vân khanh giơ tay thế nhưng không phải đánh nàng ta mà là lấy đi chiếc túi của nàng ta mau đem cái túi trả lại cho ta. Ả à nha hòa hô to bổ nhào về phía trước, Lưu Thúy hai tay dùng sức đẩy nàng ta ra, đứng ở trước mặt Vân Khanh, hung hăng chừng mắt nhìn nha hoàn kia, người dám ra tay với tiểu thư nhà ta sao? Nàng lấy đồ của ta, ta đương nhiên phải lấy trở về. Ả à nhà nha hoàn la lớn, lại muốn lao về phía trước, Lưu Thúy trực tiếp ngăn nàng ta lại, hai người một người muốn lao tới trước, một người không cho phép người kia đi tới đang quấn lấy nhau không buông. Mà Trương Lạc lúc này cũng đã định thần lại, hai tay bưng lấy hai gò má đã phiếm hồng của nàng ta, trong đôi mắt đều là hàn ý, quát, thẩm vân khanh, người cũng dám đánh ta. Đánh ngươi thì làm sao? Đánh ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi thật là một kẻ ngu xuẩn không biết trời cao đất rông. Vân Khanh khóe miệng khẽ nhếch nở nụ cười, thoạt nhìn mềm nhẹ dịu dàng vô cùng, nhưng ý tứ trong lời nói lại lộ ra một cỗ uy nghi, làm cho Trương Lạc không khỏi hỏi ngược lại, thẩm vân khanh, ngươi đừng vội hồ môn loạn ngữ, cái gì đánh ta là muốn tốt cho ta, ngươi dựa vào cái gì nói mấy lời này. Vân khanh một tay cầm chiếc túi kia, trên không trung lắc lư hai cái, mới thực quỷ dị nở nụ cười nói, con rắn này là ngươi phân phó nha hoàn bắt tới, chuẩn bị giấu ở sau ghế của ta, đúng hay không? trương lạc vốn tưởng rằng vân khanh sẽ nói ra cái gì ai biết chỉ là hỏi nàng ta vấn đề này khinh thường nói đúng thì sao chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị cầm hai con rắn này đi cáo trạng ai có thể chứng minh ta chuẩn bị làm như vậy ngươi đi cáo trạng cũng chỉ có thể chứng minh rắn này là do nha hoàn ta bắt đâu có liên quan gì tới ta lại nói ta cái gì cũng chưa làm thấy bộ dáng nàng ta không sợ trời không sợ đất ra vẻ vô cùng nắm chắc vân khanh cười cười bất đắc dĩ nói, ngu xuẩn chính là ngu xuân. Người còn mắng, Trương Lạc bị Vân Khanh lần nữa châm chọc, cao giọng hét lên một câu, lại bởi vì quá lớn tiếng, ảnh hưởng tới các cơ trên mặt, làm cho hai má mới vừa bị Vân Khanh đánh đau nhức, cơ bắp trên mặt đều có điểm biến hình. Ta đương nhiên phải mắng, người cho là lấy hai con rắn này giấu sau ghế ngồi của ta, là có thể làm cho ta chấn kinh, thất lễ trước mặt hoàng hậu đúng không, người nghĩ như vậy không sai đáng tiếc nếu làm vậy, cũng chỉ có thể chứng minh ngươi càng ngu ngốc hơn. Hôm nay tới dùng cơm là ai? Là bệ hạ cùng hoàng hậu, hôm nay dùng cơm là địa phương thế nào? Là lệ viên xinh đẹp nhất, nơi đó lấy cẩm thạch lót sàn, sàn nhà lạnh lẽo, soi rõ bóng người, một nơi như vậy, làm sao có thể có rắn xuất hiện? Đến lúc đó ta thất lễ trong buổi tiệc là chuyện nhỏ, nhưng nếu truy cứu mọi việc, rắn này là ai thả? tin tưởng lấy năng lực thị vệ bên cạnh bệ hạ, rất nhanh có thể tra ra là ngươi. Trường Lạc nghe Vân Khanh nói chuyện, thần sắc trên mặt dần dần từ phẫn hận trở nên ngu ngơ, lại không cam lòng cắt ngang lời nói của Vân Khanh. Cho dù cha được là ta thì sao, cùng lắm thì đánh ta mấy chục gậy, ngươi cũng không được tốt lành gì. Vân Khanh chào phúng nhìn nàng ta, phảng phất đang nhìn một đầu heo ngu ngốc, nàng mềm nhẹ giơ cánh tay lên, vươn món trỏ ở trước mặt trương lạc lắc lắc, ngươi lại sai lầm rồi. Nơi mà bệ hạ cùng hoàng hậu dùng cơm, ngươi cũng dám thả rắn vào. Ai biết ngươi là không phải có ý định muốn mưu sát bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương. Đến lúc đó mặt rồng giận dữ, ngươi cùng toánh xuyên hầu phủ vậy thì không phải đánh mấy chục đại bàn nhẹ nhàng như ngươi nghĩ. Ngươi dù có ngu ngốc, cũng biết mưu sát đế hoàng tội danh này, sẽ chịu hình phạt như thế nào chứ? Trương lạc sắc mặt rốt cục trở nên trắng bệch, ánh mắt biến thành kinh hách nhìn Vân Khanh, giống như đã hiểu được Vân Khanh, mưu sát đế hoàng sẽ chịu hình phạt thế nào, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, lưu đày bán làm nô tỳ quan kỹ, mỗi một loại đều là khổ không thể tả thân thể của nàng ta bắt đầu hơi hơi run rẩy cố gắng trông đỡ nói, ngươi không nên làm ta sợ, không có khả năng khoa trương như vậy. Người không tin, vậy thì đem rắn đi thả thử đi vân khanh mỉm cười giơ cái túi đến trước mặt trương lạc bộ dáng hào phóng tự nhiên cực kỳ nhưng trương lạc nào dám nhận trong lòng nàng ta đã cảm thấy lời vân khanh nói vô cùng có lý con rắn này nếu thả xuống chỗ ngồi của vân khanh vạn nhất xảy ra chuyện gì cắn phải những người khác còn nếu không cắn chúng những người khác vậy thì như lời vân khanh nói chọc giận bệ hạ và hoàng hậu đến lúc đó nàng ta khẳng định chỉ có một con đường chết Trước đó hoàng hậu giận dữ mắng mỏ vi ngưng tử, cảnh tượng vẫn còn quang quần trong đầu trương lạc, lúc này chỉ cần vừa nghĩ tới, vẫn còn cảm giác được sự uy nghi đáng sợ kia, trương lạc cả người liền sợ run hô, người lấy đi con rắn kia, ta không hại ngươi. Không hại ngươi, người không hại ta ư, Vân Khanh tự hồ muốn xác nhận tính chuẩn xác của đáp án này, lại hỏi một câu. Trương lạc lúc này làm sao còn lá gan đó, vội vàng lắc đầu nói, ta không hại, không hại nàng ta vừa nói hoàn, liền phát hiện khóe môi Vân Khanh nhếch lên, trên dung nhan tinh xảo, nụ cười kia có vẻ có chút cổ quái, lại có điểm tà ác lơ đãng, ngươi không hại ta, ta biết ngươi có ý định muốn hại ta, trong lòng không thoải mái làm sao bây giờ? Ngươi còn muốn làm cái gì? Trương Lạc nào biết Vân Khanh sẽ nói lời này, lập tức cắn răng hỏi. Không làm cái gì, chính là đem hai con rắn này trả lại cho ngươi thôi, dù sao cũng là nha hoàn ngươi bắt được, ta cũng không thể cầm đi nha. Vân Khanh nhợt nhạt cười, biểu tình cổ quái vừa rồi đột nhiên biến mắt, dịu dàng đến không thể lại dịu dàng. Trương Lạc tuy bị biểu tình này của nàng làm cho sợ tới mức trong lòng trột giả, vẫn vươn tay ra, ngươi đưa cho ta, ta sẽ sai người đi thả chúng. Được, Vân Khanh đáp ứng một tiếng xong, đi về phía trước vài bước, động tác nhanh vô cùng mở chiếc túi ra, ngay lúc Trương Lạc còn không kịp phản ứng, đã bắt lấy hai con rắn nhỏ trực tiếp quăng vào khoảng trống giữa hai vạt áo của trương lạc cảm giác lạnh lẽo trơn trượt từ cổ áo rơi xuống trương lạc trong nháy mắt ngu ngơ sau đó ý thức được tiến vào cổ áo mình là cái gì phát ra một chuỗi tiếng thét chói tai kinh thiên động địa a à... nhất thời âm vang vô hạn làm kinh động tới những con chim bói cá đang dừng chân trên mấy căn tròi nghỉ tạm ở xung quanh vỗ cánh bay lên không trung phối hợp với nàng ta phát ra tiếng kêu chiêm chiếp chiêm chiếp thu lệ viên tuy lớn nhưng thanh âm núi lỡ đất dung này sau khi phát ra lập tức hấp dẫn các phu nhân tiểu thư ngắm hoa chung quanh các nàng nhanh chóng đi về phía bên này dù sao hoa đẹp lúc nào chẳng có náo nhiệt cũng không phải mỗi ngày đều có phát sinh mà vân khanh sau khi thả rắn xong liền đi qua khuyên can hai tay lôi kéo nha hoàn kia thuận tay đem cái túi nhét trở lại bên hông nàng ta sau đó hô, đừng đánh, mau đi xem một chút tiểu thư nhà ngươi, con rắn kia giống như đã chui vào trong y phục của nàng rồi. Sau khi bị Vân Khanh bắt được tay mình, không có chỗ để thi triển, nha hoàn kia bị Lưu Thúy đánh vài cái ở phía sau, vốn lòng tràn đầy không cam lòng, vừa lúc nghe được lời Vân Khanh nói, làm sao còn lo lắng chuyện bên này, lập tức nhảy dựng, dẫy rụa chạy về phía Trương Lạc, trong miệng hô lớn, tiểu thư, rắn ở đâu ở đâu. Hai con rắn kia vừa nhỏ vừa ngắn, đại khái chỉ dài bằng một nắm tay của nam tử trưởng thành, lại như món trò thon nhỏ của nữ nhân, vừa tiến vào trong y phục, một lát thì chui vào nơi này, một lát lại chui vào nơi đó. Trương Lạc Vốn đã sợ rắn, lúc hai con rắn ở trong chiếc túi của nha hoàn, nàng ta chỉ dám vụng trộm liếc mắt một cái. Lúc này biết hai con rắn đang ở trong y phục của mình, ba hồn đều bay mất hai hồn, toàn bộ gương mặt xanh lè, nhảy lại chỗ không ngừng hô to mau lên mau lên mau bắt chúng nó ra cho ta trước mắt vừa đúng là cuối mùa thu các tiểu thư mặc y phục cũng không ít trương lạc lại không chịu đứng yên mà nhảy tưng tưng không ngừng nhà hoàn kia làm sao bắt được rắn chứ trên trán đã túa ra mồ hôi lạnh tiểu thư người đừng động đừng nhúc nhích con rắn kia rốt cuộc ở đâu a à? người mau bắt nó ra a à? a à, nó cắn ta rồi trương lạc lại giống cổ họng kêu lên rốt cuộc chịu đựng không nổi bắt đầu mở tung vạt áo ra, chỉ nghĩ có thể nhanh chóng bắt được hai con rắn kia, cái gì mà lễ nghĩa liêm sỉ, nam nữ cách biệt tại giờ phút này đã bị nàng ta ném qua sau đầu, hoàn toàn không quan trọng bằng tính mạng của nàng ta. Vân Khanh nhìn một màn gà bay chó sủa trước mắt, khẽ mỉm cười, phân phó Lưu Thúy nói, nhanh sửa sang lại tóc và xiêm y, lập tức sẽ có người tới. Lưu Thúy liền gật đầu, vội vàng sửa sang lại mọi thứ một lần nữa đem góc áo bị uốn cong cố gắng vuốt thẳng lại thời điểm các phu nhân tiểu thư nghe được tiếng hét chói tai mà tìm đến nơi phát hiện đó là toánh xuyên hầu phủ tiểu thư trương lạc giữa ban ngày ban mặt đang không ngừng cởi y phục trên người da thịt tuyết trắng và cái yếm màu xanh nhạt toàn bộ đều hiện ra ở trước mặt mọi người cùng xuất hiện với các phu nhân tiểu thư còn có một hàng thị vệ trong hoa viên nhìn thấy trước mặt như vậy hỗn độn người can đảm dơ chân nữ tử sau. Sau khi bọn họ hơi hơi sửng sốt, thì sắc mặt không mấy biến hóa vọt tới, hỏi, sao lại thế này? Ở trong mắt những thị vệ đã trải qua huấn luyện nghiêm mật, bọn họ phụ trách là an toàn của bệ hạ, hoàng hậu cùng các hoàng tử. Hiện tại trông thấy nữ tử có bộ dáng điên cuồng, bọn họ tất nhiên phải đề cao cảnh giác. Trước hết phải chắc chắn rằng nữ tử này có gây uy hiếp tới bệ hạ hoàng hậu cùng các hoàng tử của bọn họ hay không? Trương Lạc cùng ả à nha hoàn kia bận túi bụi, ngay cả cơ hội biện giải đều không có. Vân Khanh liền tốt bụng giải thích, mới vừa rồi ta đứng ở bên này, nhìn thấy nha hoàn kia đang cầm chiếc túi nhỏ chơi, bên trong hình như có cái gì đó, kết quả vật chiếc túi kia không biết như thế nào liền rớt xuống, cuối cùng rơi trúng người Trương tiểu thư đã không thấy tâm hơi đâu nữa. Kế tiếp, các nàng liền biến thành như vậy vân khanh thực vô tội giải thích mà trong đám thị vệ có người có chút hiểu biết về rắn vừa ngửi thấy trong không khí mùi giống như hùng hoàng lập tức đã hiểu rõ tình huống đang chuẩn bị lôi kéo trương lạc đi xuống toánh xuyên hầu sườn phu nhân lúc này đã chạy đến bà ta vừa thấy nữ nhi mình ở trước mặt mọi người đang không ngừng lôi kéo y phục chỉ cảm thấy một cỗ máu tươi xông thẳng lên trong đầu làm cho bà ta không khỏi lui về phía sau từng bước thiếu chút nữa ngã sấp xuống được nha hoàn ở phía sau nâng dậy lại vội vàng chạy vào hô lạc nhi lạc nhi con làm sao vậy bà ta vừa nói vừa cởi áo choàng của mình xuống che chắn cho trương lạc lúc này y phục không chỉnh tề ai ngờ trương lạc bị hai con rắn kia dọa sợ tới mức thần kinh đều điên cuồng làm sao chịu khoác chiếc áo kia chỉ la lớn nương nương trên người con có rắn thị vệ ở một bên nhíu nhíu mày chuẩn bị tiến lên Toánh xuyên hầu sườn phu nhân lập tức nhăn mặt ngăn ở phía trước nói các ngươi muốn làm cái gì trải qua chuyện này lạc nhi ở trước mặt mọi người lộ ra da thịt trong sạch đã bị hủy nếu như lại để cho thị vệ kia chạm vào chuyện tình cảm không còn đường cứu chữa cho nên bà ta mới cản ở phía trước ai biết vị thị vệ kia cho mày vẻ mặt không chốt thay đổi nhìn toánh xuyên hầu sườn phu nhân ngăn ở phía trước nói xin mời phu nhân tránh ra tiểu thư ở trong lệ viên kêu lớn kia như thế, vạn nhất kinh động tới bệ hạ cùng hoàng hậu, hoàng tử thì sẽ lớn chuyện, tại hạ chỉ làm cho tiểu thư an tĩnh lại. Trên người tiểu thư quý phủ có rắn, cho nên nàng mới kinh hoàng điên cuồng tới nông nổi này, hiện tại chắc chắn nàng sẽ không nghe thấy lời phu nhân nói. Nghe được thị vệ nói như vậy, bánh xuyên hầu sườn phu nhân quay đầu nhìn thoáng qua trương lạc, thấy trong đôi mắt nàng đều là sự hoảng loạn thất kinh quá độ, căn bản là không nghe thấy người bên cạnh nói gì. Nếu như cứ tiếp tục để như vậy, chỉ sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đến vây xem. Đến lúc đó việc này sẽ càng lan truyền rông rãi, bất đắc dĩ gật đầu, tránh ra, để cho thị vệ kia đi qua. Thị vệ kia coi như là người hiểu lễ nghĩa, hắn cũng không có lấy tay trực tiếp tiếp xúc với da thịt của Trương Lạc, mà là dùng chuôi đao của bội đao trên người đánh nhẹ xuống cổ Trương Lạc. Trương Lạc động tác ngừng lại, liền ngất đi sườn phu nhân lập tức tiến lên tiếp được nữ nhi dùng áo choàng đem ra thịt của trương lạc lộ ra ngoài che khuất sai người đến nâng nàng đi xuống vân khanh nhìn các phu nhân và tiểu thư chung quanh đáy mắt lộ ra tia hưng phấn cười càng thêm hiền lành toánh xuyên hầu sườn phu nhân càng muốn áp chế chuyện này chuyện này sẽ càng lan truyền nhanh hơn huống chi hôm nay đến đều là người có uy tín danh dự tại dương châu toánh xuyên hầu sườn phu nhân cũng không có năng lực này có thể khống chế miệng của tất cả mọi người. Thời điểm trước khi buổi tiệc tối bắt đầu, chuyện trương lạc ở trước mặt mọi người thoát y, la to, dáng vẻ thất lễ đã được tất cả mọi người truyền tay nhau. Không ai để ý trương lạc vì sao lại biến thành như vậy, các nàng càng ưa thích là có người để các nàng dèm pha. Điểm này, Vân Khanh từ kiếp trước đã được hưởng qua tư vị của nó, khi đó nàng bị người tề ra thiết kế thất trinh, chưa từng có người nguyện ý nghe lời giải thích của nàng, lòng người trên đời này phần lớn đều lạnh bạc đợi đám người chung quanh tản đi vân khanh bảo lưu thúy đi ra xe ngựa lấy một chuỗi ngọc đến miễn cho lát nữ an tuyết bánh thấy được lại thắc mắc nếu như không nhìn thấy nàng tìm được chuỗi ngọc trở về tuyết bánh khẳng định sẽ lại lo lắng bị người ngoài nhặt được thì không hay liêu thúy sau khi nghe được nhưng không có lập tức rời đi mà nói tiểu thư nô tỳ không có ở bên người người đừng đi loạn Cẩn thận một chút. Ở trong vườn nhà mình còn có người có ý định làm chuyện xấu, Lưu Thúy không thể không lo lắng nhắc nhở, sợ Vân Khanh lại xảy ra chuyện không hay. Nhìn đáy mắt nàng lo lắng, Vân Khanh cười gật gật đầu, ta sẽ, em mau nhanh đi thôi. Nghe nàng nói như thế, Lưu Thúy mới chạy nhanh rời khỏi, đi ra phía ngoài, mà Vân Khanh vẫn đứng ở tại chỗ, ngây ngốc một hồi lâu, liền xoay người đi về phía một con đường nhỏ ở đó có một ghế dựa cho cung nhân nghỉ tạm, nàng muốn qua đó ngồi chờ Lưu Thúy quay lại. Ngay lúc nàng vừa mới bước về phía trước, đột nhiên từ phía sau đám cây cối rậm rạp, bất thình lình xuất hiện một bàn tay. chương 247, không thể buông tha, một. Ngay tại thời điểm nàng đi về phía trước, sau đám cây cối rậm rạp đột nhiên xuất hiện một bàn tay ngăn trở trước mặt, ngón tay thon dài hữu lực với cổ tay áo màu tím thiêu họa tiết long văn, giống như một đạo cấm phù chặn Vân Khanh lại. Vân Khanh dừng bước, cánh tay kia liền chậm rãi thu hồi, khí thế lại mang vẻ vô cùng tôn quý. Dưới ánh mặt trời, nam tử đầu hơi hơi ngừng lên, cẩm bào trên người thêu hoa văn từ kim bằng chỉ bạc nhìn lạnh như băng mà vẫn tôn quý. Ánh mặt trời đằng sau hắn, làm ngũ quan của hắn mơ hồ nhìn không rõ, nhưng khí thế toát ra như chém đinh chặt sắt dù trên mặt là vẻ thản nhiên nhưng vẫn đậm hơi thở đầy mị lực của nam tử thành thục. Không thể không nói, con cháu hoàng tộc đều có gen tốt, trước đó đã gặp qua Mỹ Nam hiếm thấy là ngự phượng đàn, mà ngự thần hiên cũng là người tuấn Mỹ phi phàm, cả người toát ra khí độ của thần tiên. Đáng tiếc đẹp nhưng cho nàng cũng không cần, Vân Khanh nhớ rõ ràng, kiếp trước là ai ra một đạo thánh chỉ, rõ ràng biết là sai nhưng lại giúp cho kẻ tiểu nhân đổ oan cho nhà nàng tội mưu phản. Toàn bộ gia sản thẩm gia đều bị tịch thu. Thẩm gia toàn bộ mấy trăm mạng người chỉ vì vài nét bút mà bị giết sạch. Nàng không thể nói rõ, trong chuyện này là vi ngưng tử cùng cảnh hữu thần sai nhiều hơn hay là vị tứ hoàng tử này sai nhiều hơn. Nhưng nàng biết người này, bây giờ nàng không thể chọc vào. Vân Khanh chỉnh vạt áo hành lễ, thái độ cung kính cúi đầu nói, dân nữ thỉnh an tứ hoàng tử hắn không trả lời nàng mà đổi lại là bắn ra ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ngự thần hiên nhìn thiếu nữ trước mặt cách mình hai thước nàng cúi đầu thái độ cung kính dịu dàng nhìn từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen mượt hai hàng lông mi cong cong gương mặt trắng nõn là một cô gái mềm mại như hoa nhưng lại lạnh lùng như băng nếu không phải vừa rồi trùng hợp nhìn thấy nàng đối phó với trương lạc ai có thể nghĩ đến nàng cũng dám giả vờ ngã vào người khác rồi đem rắn thả vào trong vạt áo người ta dùng nhan xinh đẹp nhưng lãnh bạc thần sắc lạnh lùng còn có sự trào phúng tuy rằng không để ý nhưng ánh mắt kia vẫn lọt vào tầm mắt hắn một cô gái chưa cập kê nhưng lại tồn tại thần sắc không tương xứng như vậy đến tột cùng nàng có bao nhiêu biểu tình khác nhau đây hắn đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú đợi một hồi mà ngự thần hiên còn chưa mở miệng cho phép nàng đứng dậy Vân Khanh tự nhiên đứng lên, vẫn như trước cung kính ngầm đầu lên nói, Giang Nam phong cảnh hữu tình, mời tứ hoàng tử chậm rãi thưởng thức, dân nữ còn muốn đi tìm người. Ngự thần hiên vốn muốn xem xem nàng có thể ở tư thế khụy gối bao lâu, không ngờ tới chính nàng liền tự đứng lên, còn nghĩ hắn nửa ngày không mở miệng là do cảnh sắc quá mức mê người, ánh mắt hắn đầy sự kinh ngạc cùng cái gì đó khác thường, khóe môi nhẹ nhàng dương lên. Giang Nam phong cảnh thật là tươi đẹp động lòng người, khí trời trong lành thoải mái nhưng vừa nãy khi ta đi dạo có chứng kiến một màn lấy rắn dậy người vô cùng thú vị, so với cảnh ở đây càng đáng quan tâm hơn. Thì ra là thế, sang gia ngự thần hiên đã sớm đứng ở chỗ này, hoàng tử hoàng tộc có tập võ, mặc dù hắn đứng ở phía sau thì Vân Khanh cũng khó phát hiện được thân ảnh của hắn, huống chi khi đó lực chú ý của nàng đều tập trung trên người trương lạc càng không thể chú ý phía sau có người. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng nhếch nhẹ, lại cười nói, tứ hoàng tử mới vừa rồi nhìn thấy vở diễn thú vị, không biết là của gánh hát nào, có thể được tứ hoàng tử coi trọng, liền thấy được diễn thật sự động lòng người. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, thái độ dịu dàng, một đôi mắt phượng dịu dàng như nước hồ thu, mày như dương liễu thật mê người nhưng ngự thần hiên có thể cảm giác được. Trong đôi mắt đó là đôi con ngươi sáng trong tinh khiết, mà ẩn sâu lại là sự chán ghét. Nàng ngoài mặt thì khen ngợi, nhưng trong lòng lại không muốn cùng hắn nói chuyện. Không biết sao Ngự Thần Hiên bỗng nhiên có loại cảm giác như thế, tầm mắt của hắn quan sát kỹ gương mặt của nàng, lại khó có thể chứng minh cảm giác trong chớp mắt của mình. Thiếu nữ trước mắt rõ ràng nhu hòa như vậy, nhưng hắn lại nghĩ tới Trương Lạc bị nàng tắt hai cái mà ánh mắt vẫn còn cảm kích nhìn nàng cảm thấy cảm giác trong chớp mắt kia sẽ không sai thẩm tiểu thư đây là muốn phủ nhận vừa rồi đã đem rắn nhét vào vạt áo của trương tiểu thư sao còn người của hắn trầm xuống khóe môi cũng mím thành một đường vốn đã có mũ quan âm trầm mà làm như vậy càng thêm uy nghi nếu là người bình thường nhìn thấy sẽ cảm giác được một cỗ áp lực ập đến dù là cựu thần trong triều cũng sẽ có ba phần khiếp đảm nhưng thiếu nữ trước mặt chỉ nhẹ nhàng cười tứ hoàng tử thấy rõ mọi chuyện sao? Tiểu nữ cảm thấy có lẽ không phải thầm ra tiểu thư ta đem rắn nhét vào vạt áo trương tiểu thư mà chỉ sợ là trương tiểu thư chính mình ham chơi không cẩn thận để rắn rơi vào bên trong vạt áo. Ta chỉ là đứng ở một bên nhìn thấy mà thôi. Đây thật đúng là trợn mắt nói nói dối. Ngự thần hiên đột nhiên cười. Sự thật ngay tại trước mắt. Phủ nhận như thế nào cũng không hữu dụng. Có người đứng ở bên ngoài thấy được hết thảy nguyên nhân phát sinh người có nói như thế nào cũng đều không hữu dụng. Vân Khanh thản nhiên cười, chốc lát dung nhan diễm lệ giống như có gió xuân thổi qua, như những bông hoa thoáng nở rộ làm người ta cảm thấy hào quang hoa mỹ. Nàng nâng tay vén sợi tóc xóa xuống nơi thái dương ra sau tai, sau đó nâng lên ánh mắt, tràn đầy hoang mang rào hoạt, tứ hoàng tử sao lại nói vậy, tiểu nữ nào có làm chuyện gì thì làm sao phải diễn kịch, quan trọng nhất là trương tiểu thư nghĩ như thế nào, không phải sao biểu tình thản nhiên như vậy, lơ đãng như vậy nhưng lại có một loại mị hoặc mơ hồ trong đó. Tứ hoàng tử đột nhiên cảm thấy vẻ vân đạm phong khinh này lại diễm lệ khôn tả, thiếu nữ này trời sinh rào hoạt thông minh, kể từ khi đến Giang Nam đây là lần đầu hắn gặp được điều ngoài ý muốn. Hắn vốn không thích cái gì vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, lại phát hiện sự ngoài ý muốn này lại không hiểu sao hấp dẫn hắn. Loại tâm tình này thực phức tạp, cũng thực khác thường cho nên vị tứ hoàng tử luôn lạnh lùng hôm nay lại hết sức hứng thú cùng Vân Khanh thảo luận vấn đề, hí kịch. Nói như thế, người có thể khẳng định suy nghĩ của Trương Tiểu Thư rồi chăng? Còn người như mực được gọt rũa bất động nhìn ngự thần hiên, trong lòng Vân Khanh đột nhiên có chút muốn cười, vì thế đáy mắt nàng hiện ra thần sắc cười như không cười. Tứ hoàng tử đây là muốn cùng nàng đùa giỡn sao? Hay là nhàn rỗi nên kiếm việc? nếu thẩm tiểu thư dám đem rắn thả vào trong vạt áo của trương tiểu thư đương nhiên chắc chắn trương tiểu thư sẽ không dám nói lung tung hoa viên đã sớm nhận được thông chi ngày nào ngự giá thân trinh nên mỗi ngày đều cho người bắt côn trùng rắn rết như vậy đã sớm không có rắn ở đây vậy hai con rắn kia xuất hiện như thế nào với mục đích là gì nếu cho mọi người biết nguyên nhân thật sự thì nó sẽ đại biểu cho chuyện gì mặc kệ thế nào thì bệ hạ hay phụ thân của trương tiểu thư biết được cũng sẽ chỉ trách mắng trương tiểu thư hơn nữa trừ trương tiểu thư thì có ai có thể chứng minh con rắn kia là do thẩm tiểu thư nhét vào mà lại không phải nha hoàn của nàng bỏ vào cho nên kết cục vừa diễn này cũng chỉ có thể là trương tiểu thư tự mình chịu khổ mà thôi vân khanh đã cùng trương lạc nói rành mạch nếu trương lạc nói nàng thả rắn vậy cái bao đựng rắn ở đâu như thế nào mang tới được mấy vấn đề này đều liên lụy đến việc Trương Lạc tự tung tự tác trước đó. Cho nên nàng không sợ, Trương Lạc không nói như vậy việc này nhiều nhất chỉ là nha hoàn bên người nàng cầm túi không cẩn thận, mà nếu như nói toánh xuyên hầu sẽ đối đãi như thế nào với kẻ thiếu chút nữa hại hầu phủ lại đánh mất cả thanh danh của nữ nhi. Trương Lạc nếu không nghĩ ra điểm ấy thì sườn phu nhân của Toánh Xuyên Hầu cũng sẽ nghĩ thông mà thôi. Cho nên nàng chắc chắn Trương Lạc sẽ không nói ra chân tướng sự tình nếu nàng đoán được thì tứ hoàng tử cũng không có khả năng không thể đoán được người nam nhân này nếu nói đời trước thành công đăng cơ đế vương năng lực của hắn hẳn sẽ không đến mức thấp như vậy nhìn trên gương mặt chỉ có nụ cười ung dung nhàn nhã của ngự thần hiên đáp án nàng có thể khẳng định thiếu nữ này thật là thông tuệ ánh mắt ngự thần hiên có chút thưởng thức bất quá sau sự thưởng thức này ánh mắt hắn sắc bén có vẻ gì đó phức tạp thậm chí có một loại cảm giác gì đó làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái người có vẻ thực chán ghét cùng ta nói chuyện ngự thần hiên nhìn gương mặt của nàng vẻ đạm mạc này tuyệt đối không phải là làm bộ mà ánh mắt hoàn toàn đem hắn cùng với người qua đường giáp ất bính nào đó giống nhau chỉ cho có lệ một câu cũng không muốn nói nhiều ánh mắt hắn dần dần mang theo một chút âm trầm với thân phận tứ hoàng tử không một ai có thể coi thường sự có mặt của hắn dù có chuyện cũng không dám không cho hắn mặt mũi vậy mà chỉ là một nữ nhi của thương nhân lại dám xem nhẹ hắn ánh mắt hắn lóe lên suy nghĩ vân khanh đều để ý động tĩnh của hắn liền thấy được nàng kính cẩn cúi đầu nói dân nữ không dám hoàng tử thiên nhan dung nhan trời sinh uy nghi dân nữ bị kinh sợ mà thôi vân khanh thản nhiên nhìn hắn thần thái ánh mắt cũng không có nửa điểm biến hóa ánh mắt kia giống như trước đang nhìn hắn nhưng lại giống như nhìn thấy hết thầy mọi chuyện trong tương lai ở đời trước nàng căn bản là không có cùng vị đế vương tương lai nói chuyện với nhau như thế này nàng khi đó đối hắn chỉ có kính sợ đó là một loại bản năng đối với uy quyền hoàng gia uy nghiêm kính sợ nhưng loại kính sợ này cũng không mang lại cho nàng yên bình mà đổi lấy chỉ là ác mộng trốn kinh thành đời này nàng thầm nghĩ bảo vệ mình khỏi những kẻ ác tâm dùng thái độ lạnh nhạt tự nhiên đối mặt hết thầy, đối với ngự thần hiên là hoàng tử cũng thế. Đời này có rất nhiều chuyện đã thay đổi, không có du long thập bát trụ, 18 cây cột chạm rồng, cũng không có an bài thợ thiết kế, xây dựng hoa viên đặc biệt đó, có lẽ sau này còn có nhiều chuyện thay đổi khác nữa. Lại là bộ dạng không chút để ý, trả lời lại không có sai lầm. Trong đôi mắt như chim ưng của ngự thần hiên hiện lên một cỗ áp lực, càng lúc càng lớn như một dòng sông cuồn cuộn, hắn nhấc khóe môi tiếng nói lạnh lùng, ta xem ra ngươi thế nhưng thật có can đảm. Vị trí bên trái nơi hai người đang đứng, có một dòng suối nhân tạo, thời điểm ánh mặt trời chiếu xuống, mặt suối trong vắt, lấp lánh cùng cây cối xung quanh xanh mướt tạo không khí khoan khoái nhẹ nhàng mà thêm phần lịch sự tao nhã. Một cơn gió thu thổi đến, lướt qua chiếc cổ mảnh khảnh của Vân Khanh, nàng cảm nhận được cảm giác lành lạnh, liền nâng tay che một chút, sau đó ngước mắt chống lại hai tròng mắt tinh nhuệ kia cười nhẹ. Tứ hoàng tử thân phận tôn quý cùng dân nữ thân phận khác biệt, dân nữ nhìn thấy thiên nhan long tử, nội tâm sợ hãi, nếu tứ hoàng tử đem sự sợ hãi lại cho rằng là chán ghét, dân nữ cũng không còn cách nào giải thích rồi. Thật sự là cứng mềm cũng không ăn, ánh mắt ngự thần hiên mang theo lửa giận mãnh liệt, cho đến khi phía xa có một thân ảnh mặc y phục màu trắng, đi nhẹ nhàng từ con đường nhỏ tiến lại, Truyền đến âm thanh tứ hoàng tử hoàng thượng tìm người có việc muốn thương lượng a à. gió lạnh trong hoa viên mang theo hương hoa quế còn có vị cực nhẹ kèm theo một chút vui thích của người đang đi tới theo ống tay áo màu trắng rộng rãi của người nọ truyền đến một đôi mắt hẹp diễm lệ yên tĩnh như nước lặng lẽ lại gần người tới đúng là ngự phượng đàn khóe môi hắn tươi cười như đóa cúc vàng dáng người lười biếng lại mang theo một loại phong lưu tự nhiên đi tới bên người ngự thần hiên sau đó nói, đây không phải là thầm tiểu thư sao? Như thế nào lại khéo như vậy, sao tiểu thư lại ở nơi này? Mắt thấy hắn cao giọng xuất hiện, lại làm bộ như kinh ngạc ngoài ý muốn, Vân Khanh trong lòng liền có một tia quái gì, ngự phượng đàn này cố tình đến khéo như thế sao? Xuất hiện đúng thời điểm ngự thần hiên làm khó nàng nên đến giải vây cho nàng. Câu hỏi của ngự thần hiên bị đứt đoạn, sắc mặt tự nhiên không tốt. Thời điểm nhìn thấy ngự phượng đàn thật không nhìn ra sắc mặt u ám vừa rồi của hắn, quay đầu nói, phụ hoàng gọi ta đi có chuyện gì? Ta không biết, ngự phượng đàn thực đương nhiên nhún vai, động tác trẻ con như vậy mà hắn làm lại có một hương vị tự nhiên, không câu nệ tiểu tiết, rất là đẹp mắt. Thời điểm hắn nói chuyện, ánh mắt khẽ đánh giá một vòng trên người Vân Khanh, thấy nàng không hề bị tổn thương, thần sắc bình thường, trong lòng mới yên ổn chút, chỉ là trước khi hắn xuất hiện, Ngự Thần Hiên đã cùng Vân Khanh nói không ít chuyện, liền có chút tư vị khó chịu. Lời vừa nói ra, ánh mắt Ngự Thần Hiên hiện lên một tia khó chịu, nhưng biết Ngự Phượng đàn xưa nay vẫn như thế, hơn nữa Minh Đế nếu là thật sự truyền hắn qua, cũng không nhất định sẽ nói ra là chuyện gì, liền thật sâu liếc mắt nhìn Vân Khanh một cái, xoay người hướng chỗ nghỉ chân của Minh Đế rời đi. Hắn vừa đi Vân Khanh cảm thấy trong lòng buông lòng, cho dù nàng thong dong nhưng ngự thần hiên đại biểu cho thân phận nào, một lời nói của hắn, đó là long tử há mồm, quý không thể nói, nàng tuy rằng có thể ứng đối, nhưng trung quy bởi vì quyền lợi cùng thân phận khác nhau mà có chút khó khăn. Phải biết tâm thần bị hao tổn so với hao tổn thể lực càng mệt mỏi hơn. Sao cần vương thế tử lại không đi cùng tứ hoàng tử? Đi một người, trước mặt còn một người, Bất quá đối với ngự phượng đàn, bởi vì thời gian hai người quen biết khá dài nên nàng không có cảm giác áp bách kia. Chờ nàng đi trước, ngự phượng đàn nở nụ cười nhẹ, cánh môi tươi tắn khẽ nhếch như bươm bướm vỗ cánh làm dung nhan kia thêm phần đẹp đẽ trói mắt. Chả hiểu tác giả miêu tả kiểu gì ca là đàn ông mà bằng. Nghe vậy, Phật Khanh hơi sừng sốt tiếp đó khẽ cười muốn quay người bước đi, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân rồn rập, tiểu thư tiểu thư. Liêu Thúy cầm trên tay chuỗi ngọc hoa treo bên hông đi tới từ phía sau Vân Khanh, chợt nhìn thấy đứng ở trước mặt Vân Khanh là ngự phượng đàn thì trong mắt hiện lên một chút kinh diễm, thấy ngự phượng đàn ngừng đầu nhìn nàng cười thì cảm thấy trời rung đất chuyển, mà còn trong khung cảnh xa hoa diễm lệ thì lại một lần nữa nàng thấy hoa mắt, nhất thời hai gò má nàng ửng hồng, nhẹ giọng nói, phu tử, người như thế nào lại ở đây? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio chương 248, không thể buông tha, hai Chương 249, kỳ cao nhất chiêu, 1. Sau khi nghe tin do Mộc Tổng Quản truyền đến, Vân Khanh ngồi trên ghế, hai mắt đều là một mảnh đen kịt. Tạ thị mặc dù không như Vân Khanh biết được ở kiếp trước đã phát sinh chuyện gì, nhưng cũng hiểu được việc giấu tài bạc, vừa nói, thẩm ra không có cao ngạo quyền phú như người ta, chuyện từ đường xây bằng bạc đúc, trừ chủ tử trong nhà cùng người được tín nhiệm biết được ra, những người khác một chút cũng không biết. Lúc này bị lộ ra ở trước mặt tứ hoàng tử, cũng không biết sẽ phải rước lấy tai họa gì. Mà trong lòng Vân Khanh lại là từng đợt từng sóng chiều ập đến, đem lòng của nàng đẩy lên ngọn sóng, nói không nên lời cái loại cảm giác này đến tột cùng là như thế nào, tóm lại là rất khổ sơ. Nhưng khó chịu là một chuyện, sự tình đã phát sinh, khó chịu cũng không thể giải quyết được gì nàng ổn định lại tâm thần mới mở miệng hỏi mộc tổng quản còn ai nhìn thấy nữa mộc tổng quản nói không nhiều lắm bởi vì từ đường là trọng địa lúc ấy chỉ có lão gia lão nô tứ hoàng tử cùng với cẩn vương thế tử ở đó những người khác đều ở bên ngoài ân vân khanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ông đi về trước đi nói cho phụ thân rằng ta đã biết Dạ, vậy lão nô xin ra ngoài trước. Mộc Tổng Quản vừa rời khỏi, tạ thị liền nhíu mày hỏi, Vân Khanh, con xem việc này có phải rất nghiêm trọng hay không, lộ ra ở trước mặt hoàng tộc, có thể sẽ bị hiềm nghi không? Vân Khanh thản nhiên cười, mẫu thân thật ra cũng có loại trực giác này, bí mật ở từ đường này trong kiếp trước chắc chắn sẽ khiến thẩm gia gặp nguy hiểm, nhưng nàng không thể cứ như vậy nói cho nương nghe, nếu nói với nương, sẽ chỉ làm nương thêm lo lắng. Ngoài ra, cũng không có chỗ tốt gì, một khi đã như vậy, chi bằng không nói tránh cho nương lại lo lắng. Nàng lắc lắc đầu, vô cùng khẳng định nói, thẩm ra chúng ta nhiều thế hệ đều là thương gia giàu có, đời đời làm thương nhân, thích lấy kim ngân huyền phú, ngân gạch của từ đường thẩm phủ ta vẫn chưa từng tuyên bố ra ngoài, cũng đồng nghĩa là chúng ta muốn làm việc khiêm tốn, đây là chuyện mà tổ tiên đã làm, cũng không có nghĩa là do thẩm gia ngày nay thực hiện, còn nữa, kim ngân thiếp vàng bạc chi phiếu do hoàng tộc làm ra vô số kể bọn họ làm sao có thể vì chuyện này mà gây khó dễ đối với thẩm gia dù sao thẩm gia cũng không làm chuyện phạm pháp nói xong lời này có thể giảm bớt nỗi lo lắng của tạ thị nhưng đáy lòng vẫn ẩn ẩn cảm giác bất an bà nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của nữ nhi lời đến miệng nhưng vẫn nuốt đi xuống nếu nữ nhi cho rằng không có việc gì bà tội gì nhất định phải làm nàng thêm lo lắng cho nên tạ thị cũng không có tiếp tục nhắc tới nữa. Hai mẹ con đều vì đối phương mà suy nghĩ, nhưng trong lòng vẫn bị kiện sự này làm rối loạn. Trong lòng tạ thị như dòng nước chuyển động mạnh bắn tung tóe, mà vân khanh như gặp cơn bão sóng gió to lớn động trời. Tâm tình không tốt, vân khanh sợ ở lâu chỗ của tạ thị, ngược lại sẽ lộ ra chuyện, liền cáo từ trở lại nhãn các, cho đến khi tiến vào trong không gian yên tĩnh của thư phòng, trái tim vừa rồi đã bị nàng kiên trì chấn định lại không nhịn được nhảy lên, phập phồng điên cuồng dưới ánh nến, trong mắt đều là nôn nóng cùng bất an. Liêu Thúy nhìn thần sắc của nàng, tuy rằng bình tĩnh, nhưng nàng có thể cảm giác được, trên người tiểu thư tản mát ra khí thế có chút tán loạn, khác xa vẻ bình tĩnh thường ngày, nàng há miệng ngậm miệng vài lần, rốt cục nói, tiểu thư, người chớ lo lắng, lão gia có lẽ sẽ xử lý tốt chuyện này làm sao lại không lo lắng? chuyện phát sinh ở kiếp trước còn rành rành trước mắt, tuy rằng đã cách một đời, nhưng cái loại cảm giác lo lắng đến tim cũng nhói đau này, nàng nay hồi tưởng lại vẫn không thể quên được. trong đầu thoáng hiện cảnh xét nhà, chém đầu, không ngừng lặp đi lặp lại làm cho nàng như không nghe thấy lời Lưu Thuy nói. nàng cần phải lo lắng, còn phải quan tâm. ông trời cho nàng sống lại một lần, không phải để nàng trơ mắt nhìn hết thầy tái diễn ưu điểm của nàng chính là ở chỗ đó. Nàng so với người khác biết được sự tình sẽ diễn ra như thế nào, mà biện pháp của nàng chính là thay đổi chiều hướng phát sinh của việc này, đem kết cục của mình và thẩm ra thay đổi. Này nàng tất nhiên không thể trực tiếp cùng tứ hoàng tử đối kháng, đây quả thực chính là trứng gà trọi với đá, không biết tự lượng sức. Nàng không mốc, sẽ không làm chuyện như vậy. Trong đầu lặp lại từng chi tiết của sự kiện này ở kiếp trước, từ ngăn bàn cuối của bàn học lấy ra một quyển tập nhỏ. Đây là tuyển tập ghi lại mỗi sự kiện xảy ra từ trí nhớ kiếp trước của nàng. Để ngừa chuyện qua thời gian dài, nàng sẽ quên những chi tiết quan trọng. Lần trước chuyện trên tranh của Vi Ngưng Từ giải tinh dầu, cũng là do nàng lật xem quyển sách này mà nhớ lại. Nàng không sợ sẽ có người lén xem quyển sổ này, bởi vì nội dung bên trong chỉ có nàng mới có thể xem hiểu, nếu những người khác cầm lấy xem chỉ cảm thấy đây là một quyền tùy bút thơ ca của nữ tử. Nàng lật xem qua một lần, đem quyền sổ mỏng đặt ở một bên, chứng trọi đá, là không biết tự lượng sức, nhưng nếu có thể làm cho tảng đá đi đấu cùng trùy tử, là vũ khí có cán dài như thương, đầu nối với một quả hình bầu dục có gai, như vậy trứng gà chẳng phải là có thể tạm thời bảo toàn tính mạng rồi sao? Nghĩ đến đây, Vân Khanh trong đầu liền xẹt qua một ý nghĩ, sau một hồi, nàng lập tức đứng lên nói lưu thúy mài mực đến trạng vảng mặt trời chiều chậm rãi tiến vào tầng mây trong phút chốc nhiễm đỏ cả bầu trời phía tây ngự phượng đàn nửa tựa vào một nơi của thủy đình bên bờ hồ sen một mình thưởng thức cảnh mặt trời lặn lại sáng lạn hơn cảnh quan ban ngày chợt nghe phía sau vang lại tiếng bước chân rất nhỏ khóe môi hơi hơi câu lên tiếp tục thưởng thức sự ôn nhu khi gió lạnh quất vào mặt Xin hỏi có phải là Cần Vương Thế tử? Nghe tiếng, Ngự Phượng đàn mới ghé mắt quay lại nhìn, thấy đứng phía sau là một thiếu niên mặc bố y, áo vải thô, đại khái khoảng 17 tuổi, mày thô mặt vuông, xem dáng dấp là hạ nhân của Thẩm phủ, trong tay còn mang theo một cái hộp đựng thức ăn. Hắn nhíu mày nói, có chuyện gì sao? Nô tài là hạ nhân Thẩm gia, Lục tử Đại tiểu thư cảm kích ân ra mặt giúp đỡ nàng hôm nay của Cần Vương Thế Tử ở Lệ Viên, đặc biệt là một đĩa hạt rẻ cao, lệnh nô tài đưa tới cho Cần Vương Thế Tử nếm thử. Người tới là biểu ca của Lưu Thúy, nay hắn cũng như Lưu Thúy, trở thành cánh tay đắc lực của Vân Khanh trong phủ, có chuyện mà nữ tử không tiện ra mặt hoặc đi ra ngoài làm việc, liền cho hắn hỗ trợ. Hôm nay lúc trạng vảng, Lưu Thúy đột nhiên mang theo cái hộp đựng thức ăn đến tìm hắn, muốn hắn nhất định phải mang hộp đựng thức ăn này đưa cho cần vương thế tử lưu thúy nhấn mạnh hai việc cần phải làm lục từ một chút cũng không dám chậm trễ thật vất vả mới tìm được cơ hội đi theo hạ nhân chuyên quét tước của thẩm phủ cùng nhau tiến vào thị vệ kiểm tra phi thường nghiêm khắc cũng may hắn vốn là hạ nhân thẩm phủ cũng có thể trà trộn mà vào ngự phượng đàn nao nao thẩm phủ đại tiểu thư không phải là vân khanh sao hắn lập tức đứng lên đạm mạc xoay người hẹp mâu nhìn chằm chằm lục tử hôm nay chuyện xảy ra ở trong vườn hắn thực xác định không có người nào khác thấy ngự thần hiên là người tuyệt đối sẽ không dùng cách sai người đưa điểm tâm tới để thử hắn vậy điểm tâm này cũng chỉ có thể là do vân khanh tự mình sai người đưa tới hắn vừa thoáng nhíu mày ánh mắt lướt qua hộp đựng thức ăn lại cười nói chỉ là chốt việc nhỏ mà thôi đại tiểu thư của các người thật là khách khí đến đây để cho ta nếm thử xem lục tử vội vàng lên trước từng bước, đem hộp đựng thức ăn mở ra, hiện ra một đĩa nhỏ đựng hạt rẻ cao, giới thiệu nói, món này thập phần mỹ vị, thế tử ra phải tinh tế thưởng thức. Lục tử ngón tay cầm cây đĩa, giống như vô ý chỉ vào một khối trong đó, ngự phượng đàn nâng mí mắt nhìn hắn một cái, cười đem khối hạt rẻ cao kia cầm lấy, đem thân mình chuyển đến góc chết mà mắt người nhìn không thấy. Mới từ khối hạt rẻ cao lấy ra trang giấy được giấu, kích cỡ trang giấy trường lòng bàn tay là cách truyền tin tốt nhất. Mặt trên còn tản ra mùi hạt rẻ cao thơm ngát, thật là khéo tay cực kỳ khi làm ra khối hạt rẻ cao người thường nhìn không ra có sự khác biệt bên trong. Thật không hổ là Vân Khanh, làm việc hết sức cẩn thận, cách thức giấu giấy truyền tin này, ngay cả chữ viết trên tờ giấy, đều cố ý viết không hề đặc thù, mở đầu, kết thúc, cũng không ký tên, mặc dù bị người phát hiện, cũng không thể lấy ra làm chứng ngự phượng đàn rất nhanh đảo mắt qua một cái, trong mắt hẹp hiện lên một tia tinh nhuệ, nháy mắt lại che đi, đem trang giấy vỏ ở lòng bàn tay, ngẩng đầu lại tùy ý cười, đem các khối hạt rẻ cao khác đều lấy ra, nói, tốt lắm, đĩa hạt rẻ cao này mùi vị không tệ, tâm ý của tiểu thư các ngươi ta đã biết. Hai chữ, tâm ý, hắn nói càng rõ ràng, lục từ là người thức thời, tự nhiên biết, cất xong cái đĩa, giấu xong hộp đựng thức ăn, lại theo đường lúc đầu đến mà đi về. Ngự phượng đàn cười đến mắt cong lên, đem mảnh giấy từ hạt rẻ cao lại mở ra, đem hạt rẻ cao thơm ngào ngạt đặt ở trong miệng, nhất thời cảm thấy mỹ vị thấm vào tận trong lòng, lại chuyển người tới trong đình, nửa tựa vào chỗ cũ. Ân, đây chính là lần đầu tiên Vân Khanh tặng đồ ăn cho hắn nha, tuy rằng thực luyến tiếc nếu ăn vào là hết, nhưng không ăn thì sẽ bị hư ngự phượng đàn vừa nghĩ liền lấy hai khối khác để vào trong miệng vừa rồi lá thư này cũng là lá thư đầu tiên vân khanh viết cho hắn đó tuy rằng mặt trên dính đầy dầu mùi hương cũng thập phần đặc biệt nhưng vào lúc này người đầu tiên mà vân khanh nghĩ đến không phải là hắn sao nghĩ đến dáng vẻ cầm bút ngưng mi của vân khanh khi viết phong thư này khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại như nguyệt phượng mâu nhẹ khép như cánh bướm mỗi chữ viết xuống đều là nghĩ đến hắn mà viết loại cảm giác này, thật sự là làm hắn càng thêm vui vẻ. Ngự phượng đàn sau khi tinh tế thưởng thức mùi vị hạt rẻ cao, còn như luyến tiếc mím môi chẹp lưỡi, sau đó hít sâu một cái, ăn xong đồ của người rồi, nên giúp người làm việc thôi. chương 250, kỳ cao nhất chiêu, 2. Ngày kế tiếp, Vân Khanh đi tìm phụ thân, nhận được tin, thẩm mộng bị bệ hạ truyền đi, cùng quân vương đồng yến, cùng ngồi ăn tiệc. Theo lý mà nói, thẩm mậu chỉ là thương nhân, không thể cùng quân vương đồng yến. Nhưng minh đế, quân tâm đồng duyệt, tâm tình vui vẻ, nên cho người mời ông đến. Thẩm mậu vội vàng thay đổi một thân xiêm y đúng mực quy củ, đi theo công nhân vào yến hội. Đế vương ở trên, thần tử ở hai bên, thẩm mậu được xếp ngồi ở ghế cuối dãy bên trái. Hắn cũng không có gì bất mãn, chỉ cần ngừng đầu vừa nhìn, liền có thể thấy được ngồi phía trên đều là quan viên có tiếng tăm lẫy lừng ở dương châu hắn có thể ngồi vào bàn tiệc này đã là vinh dự rất lớn rồi đợi sau khi hắn hành lễ ngồi vào vị trí mọi người liền tiếp tục thảo luận đề tài bị gián đoạn trước đó dương châu bố chính sứ đứng dậy bước ra khỏi hàng bẩm tấu nói hồi bệ hạ hôm qua thượng thư huyện lệnh dương châu đưa tin đến lợi châu khô hạn khiến cho nạn châu chấu từ phía nam đến bắt đầu hoành hành diện rộng từ năm trước tới nay, vùng Giang Nam mưa rất ít, khu vực ven sông tạm thời chưa có tình trạng khô cằn, nhưng ở vùng núi, có nông hộ đã xuất hiện việc giảm sản lượng lúa, tình trạng không có năng suất, lại qua nạn châu chấu, e là một hạt lúa cũng không còn. Lời này vừa nói ra, không ít quan viên tán thành, nói phương Bắc đã bị nạn châu chấu phá hoại nghiêm trọng, nếu dân chúng vì nạn châu chấu mà không còn lương thực, lòng dân tất nhiên sẽ đại loạn đủ loại thanh âm không ngừng từ trên ghế truyền đến. Minh đế ngồi ở trên cao, nghe phía dưới truyền đến âm thanh hỗn loạn, rốt cục mở miệng vào lúc âm thanh ồn ào nhất. Tình huống này chấm đã biết, các vị ái khanh có thể có phương pháp gì tốt để giải quyết không? Minh đế nói ra một câu, lập tức có quan viên nói, kế sách bây giờ là khống chế nguyên nhân của vấn đề là nạn châu chấu. Nhưng trước nhất, vẫn phải trấn an dân chúng các nơi, triều đình hẳn nên mở kho lương, để cho dân chúng tránh chịu sự đói khát, để tránh lòng người lung lạc mà dẫn đến đủ loại tình huống nghiêm trọng hơn. Đúng vậy, a, à, nạn châu chấu dẫn phát nghiêm trọng khiến kinh tế tổn thất đến nỗi vì thiếu lương thực mà phát sinh nạn đói, nhưng nếu so sánh thì nạn đói là việc nhỏ, dân chúng lấy chén cơm làm đầu, nếu thời gian dài không thể lấp đầy cái bụng sẽ khiến cho dân tâm tan rã, ngu dân vẫn luôn như thế, lương thực ở phương Bắc lại thiếu hụt lớn phương nam nên phân phối lượng lớn lương thực để cứu viện mọi người ngươi một câu ta một câu vấn đề trọng tâm chính là nay triều đình cần phải điều động lương thực trấn an dân tâm nếu không sẽ dẫn đến bạo động cũng sẽ làm cho thiên uy bị hao tồn minh đế vẻ mặt nghiêm trang cau chặt mày đầu hơi cúi thấp nhìn vào một người ở phía dưới hỏi cảnh ái khanh khanh xem việc này nên làm như thế nào cảnh hữu thần nay được thăng làm hộ bộ thị lang, vấn đề điều lương này, hắn có cơ hội có thể phát biểu ý kiến, quốc khố thâm hụt của đại ung triều cùng lượng tiền tài như thế nào, hắn rõ ràng nhất. Nghe được minh đế gọi đến tên của hắn, cảnh hữu thần bước ra khỏi hàng khom người trả lời, hồi bệ hạ, nạn châu chấu phương Bắc đã có một năm, bệ hạ trong năm nay đã hạ qua ba lượt thánh chỉ, phân phó hộ bộ phát động điều lương, cứu trợ phương Bắc. Mà phương Bắc mất mùa, thuế má tự nhiên cũng không có, còn phải chống thiên tai cứu dân, nay quốc khố đã thâm hụt đến mức thấp nhất. Tiền tuyến chiến hỏa chưa dứt, những trận chiến nhỏ không ngừng, Tây Nhung mặc dù lui binh, nhưng dã tâm vẫn không thay đổi, nếu còn phát động điều lương, một khi Tây Nhung lại mãnh liệt phát binh, quân ta sẽ vì thiếu nguồn quân lương quân trang mà gặp nguy hiểm, vì thần cả gan, xin bệ hạ cân nhắc lại chuyện cứu tế. Lời này rất rõ ràng mà nói cho Minh Đế rằng, quốc khố trông rỗng, chúng ta không thể lại đi cứu dân chúng. Nếu phải cứu, đến lúc đánh giặc sẽ không còn tiền không còn lương thực, đây chính là chuyện rất nguy hiểm. Minh Đế nghe vậy, sắc mặt vô cảm, đôi mắt lại hơi hơi ngưng trọng, cánh tay khoát lên bệ đỡ bằng gỗ cây từ đàn khảm bảo thạch, món trò cùng món cái tay phải trả sát lẫn nhau, lực tay càng ngày càng lớn, tự hồ đang lo lắng chuyện cảnh hữu thần vừa nói. Sau một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu, đôi mắt như cố ý lại vô tình quét qua vị trí của Thẩm mậu, mang theo một chút nhợt nhạt, nhưng lại cực kỳ lợi hại, hành động như bừng tỉnh đột ngột nhớ tới, nói: "Thẩm thương nhân đã đến rồi sao? Chấm cùng chư vị ái khanh thảo luận sự vụ lại quá mức nhập thần rồi." Thẩm mậu sau khi tiến vào, liền bình tĩnh nhìn thẳng, vừa không đi nhìn trộm mặt rồng, cũng không nhìn những quan viên khác, hôm nay chuyến đi này vốn là kỳ quái trong lòng hắn có chút không yên, nay Minh Đế vừa điểm tên của hắn, vẻ mặt cũng tự nhiên mà cung kính đi ra, quỳ trên mặt đất đáp, bệ hạ một ngày bận trăm công nghìn việc, mặc dù đi du tuần nhưng cũng bận rộn như thế, Thảo Dân chỉ là một thương nhân, há có thể to gan làm chậm trễ đại sự của bệ hạ. Minh Đế tự hồ tâm tình rất tốt, khóe miệng chứa nụ cười, chỉ là đôi mắt còn lưu lại nét lo lắng của chính sự vừa rồi nói ngươi không cần khiêm tốn như thế. tuy rằng thương nhân không thể giúp chấm nhiều việc bằng quan viên ở triều đình, nhưng đại ung được phồn vinh hưng thịnh cũng là nhờ thương nhân các ngươi giúp sức. có các ngươi giao dịch hàng hóa nam bắc mới được thông thuận, mới có thể để cho tiền bạc lưu thông, cho dân chúng cuộc sống tiện nghi, hưởng thụ cuộc sống tốt nhất. các ngươi so với chấm tốt hơn nhiều a. tiền bạc kiếm được không cần vì chiến sự nơi tiền tuyến mà phiền nhiễu a. Thẩm mậu quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, đầu gối đột nhiên lạnh toát, nhưng ý nghĩa trong lời nói của Minh Đế càng làm cho hắn lạnh cả người. Từ lúc tiến vào, hắn đã cảm thấy không khí có chút kỳ lạ. Trường hợp này, vì sao lại mời hắn đến, đợi sau khi hắn ngồi xuống, Minh Đế lại không kiêng nể gì ở trước mặt một thảo dân như hắn thảo luận chính sự. Từ nội dung của cuộc bàn luận mà suy đoán, trong lòng hắn dần dần hiểu ra vấn đề, mà giờ khắc này ở ngoài mặt hoàng đế tuy nói chuyện thoải mái như đang đùa giỡn, nhưng hắn nghe ra ý nghĩa sâu xa bên trong. Minh đế thiếu tiền, quốc khố trông giống, không thể cứu trợ phương Bắc đang bị nạn châu chấu, nhưng thương nhân các người, có tiền lại không có chỗ tiêu, chấm giúp các ngươi tìm một chỗ để tiêu xài. Là chủ của thẩm gia, thẩm mậu trong đầu sáng tỏ ý tứ của vị cửu ngụ trí tôn mùi trên cao kia, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, hắn nhất định phải tự giác tự động đề nghị, không chốt do dự dập đầu nói. Thảo dân mặc dù thân gia đơn bạc, chỉ mong lấy chút lực, thay bệ hạ giải yêu sâu. Mình đế nghe vậy, trên mặt sừng sốt, đáy mắt lại lộ ra vẻ thưởng thức, thẩm mậu có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, làm ăn buôn bán phát đạt. Quả nhiên là một kẻ hiểu được lòng người, trong miệng lại tuyệt không khách khí nói, được, ngươi đã có lòng như vậy, chấm cũng hy vọng các ngươi vì quốc gia xuất lực, coi như là vì làm dạng danh tổ tiên. Đã lấy được thứ mình muốn, mình đế tâm tình tự nhiên là tốt hơn nhiều, lại phát biểu vài câu khẳng khái, liền cầm đũa lên, bắt đầu cùng các chư thần dùng bữa, dùng bữa xong, chúng thần cùng thẩm mậu cáo lui. Minh đế trở lại lệ vườn hắn đang ở vì hắn mà mở thêm một thư phòng, nhìn từ sau theo vào là ngự phượng đàn nói, phượng đàn, chủ ý này của ngươi không tồi. Minh đế hiển nhiên là tâm tình rất tốt, ánh mắt giãn ra, trên gương mặt đã dần lão hóa mang theo sự vui mừng. Ngự phượng đàn cười nói, điều này ít nhiều cũng nhờ tứ hoàng tử, nếu không phải ngài ấy không cẩn thận phát hiện bí mật lớn như vậy, thần cũng không nghĩ ra được kế tốt này. Nói đến tứ hoàng tử, mình để ánh mắt hơi hơi rời đi, dừng lại trên người ngự thần hiên đứng bên cạnh ngự phượng đàn, trên mặt lộ ra một tia khen ngợi. Tia sáng nơi đáy mắt lại nhìn không thấu được vị đế vương cửu ngũ trí tôn này. Đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Lão Tứ cũng không tệ, ở Thẩm phủ đi dạo một vòng thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện chuyện này. Lúc chấm đến Dương Châu từng nghe nói qua, lần này dừng chân ở Thẩm gia này cũng được coi như là phú giáp giang nam, hộ giàu có nhất, nhưng thật ra không ngờ tới, từ đường của hắn lại dùng ngân gạch đúc thành mà xây lên, thật sự là phú quý ngập trời a. À. Lời của hắn nghe thật nhẹ nhàng, giống như cảm thán, giống như tán dương lại mang theo một loại khí chất thân là đế vương, lại nên vì quốc sự lo nghĩ, mà thẩm ra chỉ là một thương nhân, lại giàu có đến độ khiến hắn có chút không vui. Ngự phượng đàn nhân thấy được cảm xúc này minh đế, trong lòng liền cảm giác không tốt, nếu để cho đế vương quá mức để tâm tới một nhà tài phú, thì nhà tài phú kia sớm hay muộn cũng sẽ có kết quả không tốt, vì thế tự hồ thực không chút để ý nói, thẩm ra ở Dương Châu xác thực rất giàu có nhưng nếu nói đến giàu có nhất bệ hạ hẳn là nên đi đến ngân hàng tư nhân của lý gia ở tây bắc gặp qua nơi đó sẽ đối với thẩm gia cũng không còn mấy hứng thú nữa hắn nói chuyện dáng vẻ tùy ý minh đế đã quen hơn nửa chín tuổi ngự phượng đàn đã vào kinh coi như là ở dưới mắt minh đế mà lớn lên đối với hắn nếu không đề cập đến ích lợi của hoàng uy cũng so với người khác phóng khoáng hơn nhìn đến bộ dạng khinh thường của hắn khi nhắc tới thẩm gia Liền có vài phần hứng thú hỏi, sao, thẩm ra còn chưa được lọt vào mắt ái khai à Nghe vậy, trong cặp mắt hẹp liêu quang liễm diễm kia bắn ra một đạo tinh quang, Minh Đế thật đúng là không buông tha một cơ hội nào. Tuy đây là một câu hỏi tùy ý, nhưng bên trong ẩn chứa nội dung cũng là cực kỳ không đơn giản. Mặc kệ nói là lọt được hay không lọt được vào mắt, thiên hạ này đều là của Minh Đế. Hắn dù có tôn quý hơn, thì cũng chỉ là cần vương thế tử. Ngự Phượng đàn đôi mắt mị hoặc, đôi môi đỏ cong lên như một đóa hoa hải đường rơi trên mặt hồ thu, hiện ra sắc thái cực kỳ diễm lệ, thanh âm lười nhác mang theo ý cười, nói: "Thế gian cảnh vật đều là dùng để thưởng thức, đại khái là đã sống quá lâu, thần đối những thứ quá mức tinh tế ở Giang Nam này, luôn cảm thấy nhìn không quen mắt, không có được to lớn náo nhiệt như ở kinh thành, tạo hình điêu khắc quá nhấn mạnh, nhưng ở ngân hàng tư nhân phía Tây Bắc cũng ở Bắc Phương kiến trúc càng to lớn, cũng càng phù hợp gu thẩm mỹ của thần. Cho nên nhìn cũng thuận mắt hơn. Mình đế hai hàng lông mày hơi hơi dương lên, như là đồng ý với lời của ngự phượng đàn, nội tâm lại nghĩ tới mật báo vài ngày trước. Ngự phượng đàn thật đúng là đối với cảnh trí giang nam không có hứng thứ, cũng không có xuất môn du ngoạn nhiều, có thể là năm trước đã từng tới Dương Châu, đã sớm thấy không có gì mới mẻ, liền có vài phần chán nản. Ngự phượng đàn tính cách tàn mạn lơ đãng này, hắn phi thường thích, cửu đệ cần vương chấn thủ Bình Châu. Mặc dù lúc trước được lệnh của tiên đế đi chấn đỉnh tứ vương chi loạn đã có mấy chục năm, nhưng uy danh của cần vương ở trong lòng quân vẫn còn tồn tại. Lại đến một vị thế tử nổi tiếng có tài quá mức chăm chỉ này, khiến hắn không khỏi lo lắng. Như thế, nội tâm liền mở rộng, hắn ngược lại có thể nghe lọt lời nói của ngự phượng đàn, hai ngày nhìn đến lệ viên cảnh sắc sắc, thực như ngự phượng đàn nói, tinh xảo là tinh xảo, nhưng khí chất có vẻ như chỉ là một tài phú nhỏ mà thôi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.